Bỏ không? Từ từ ơi. Đi Ủa, đập đập lắm. dính rồi. Dính cái trẻ rồi. Đập cho nó chết. Đấy, cái cây. Dính cái trẻ này sao lúc nó xuống rồi. Chưa trúng cái đầu nó chết rồi nó rớt. Một con hay hai con vậy? Có à, con này bự lắm. Ném con cục đuôi không? Hả? Con cục đuôi của hổm nó bên cái me sao? Đây nè, cái đầu thằng này đâu mày ơi. Thì cái đầu nó thằng đó đó. Đó đó, nó mình xuống khúc rồi đó mày ơi. Đuôi thôi món cái này à. Luôn thì cái đầu nó gắn đang đúng rồi phải không? Đúng rồi. Đấy cái cây khác nè. Chuyện gì còn gắn à? Gỡ gỡ cái ra đi. Gỡ sao được? Cái vậy nó dính vào đâu rồi? Kiếm cái cây nữa rồi. Bỏ vô nó chết đi. Bỏ cái nữa. Chưa. Ừ, cái nữa. Bự quá trời. Bự quá trời bự. Ừ. Nó chưa chết, chưa ra. Nó chết đi. Gắn này bự vậy. Để đang nằm chứ. Thấy này sao mà. Đang nằm nó làm cái bài đó một cái là gầu. Gắn này bên nhà của hổm nè. Quá trời gắn rồi. Đập đập cho nó chết nè. Chưa chưa chưa. Xỉu rồi. Xỉu. Dữ. Đâm nó đi. Dục quá. Quá trời gắn rồi. Đặt cho nó chết đâu? Thì phải dục. Dục nó đâu vậy? Xuống hầm nó kìa. Đặt chết đấy. Chưa? Chết rồi, lũng sọ. Rồi, chết rồi, chết. Rồi, dần cho nó chết. Chết. Ra kinh đi. Ra kinh đi mày ơi.